Vào ngày 13 tháng 12 vừa qua, Philippines sẽ là thị trường Đông Nam Á đầu tiên đón nhận Hyundai Santa Fe thế hệ thứ năm, thời điểm mở bán chính thức là vào đầu năm 2024. Hiện giá xe tại thị trường này vẫn chưa được công bố. Hai chiếc Santa Fe 2024 sở hữu màu ngoại thất là xanh óc ở green và cam terracate orange đã được trưng bày tại một sự kiện. Là thị trường Đông Nam Á vừa chào đón màn ra mắt của Hyundai Santa Fe 2024. Ở phiên bản mới này, mẫu xe cùng phân khúc với Ford Everest và Toyota Fortuner có hai tùy chọn động cơ cùng một số trang bị nổi bật như khóa kỹ thuật số, hệ thống quét vân tay, camera hành trình, đèn viền nội thất. Ở thế hệ mới, Santa Fe được áp dụng ý tưởng thiết kế Open Formo, mang đến một vẻ ngoài vuông vắn và cứng cáp hơn so với thế hệ cũ. Ở khu vực đầu xe có thanh đèn chạy ngang song song với viền capo, logo Hyundai nằm trên nắp capo, đèn pha tạo hình chữ H độc đáo đèn LED chạy ban ngày kiêm đèn báo rẽ, cản trước khu vực đầu xe trông rộng hơn với lưới tản nhiệt và hốc gió, trung tâm có thiết kế hình chữ nhật. Nhìn từ bên hông, xe sở hữu hốc bánh và cửa sổ góc cạnh. Phần nóc kéo dài cùng ba gờ nóc nổi bật, tay nắm cửa dạng ẩn được đặt trên cột C. Hyundai Santa Fe 2024 có chiều dài cơ sở 2815mm với chiều dài tổng thể 4830mm, rộng 900 mm và cao 1720mm hoặc 1780mm tùy phiên bản. Khoang hành lý của mẫu SUV này khi gập hàng ghế thứ ba lên tới 725 lít. Bộ mâm xe dạng nan hoa dày đặc với đường kính lớn nhất lên đến 21 in. Khu vực đuôi xe cũng có đèn hậu được thiết kế nổi bật với đồ họa hình chữ H. Dài đèn này được chuyển xuống thấp, gần khu vực nắp cốp. Tem chữ nổi Santa Fe cùng đèn hậu được đặt thấp ở hai bên. Hyundai Santa Fe 2024 đều có cấu hình 7 chỗ ngồi. Di chuyển vào bên trong cabin, nội thất xe có nhiều thay đổi đáng kể với nhiều chi tiết có tạo hình chữ H, và có một khung kính cong duy nhất, chứa màn hình cảm ứng trung tâm và bảng đồ hồ kỹ thuật số, để tạo thành màn hình khổng lồ. Tại táp lô, hai đế sạc điện thoại không dây tích hợp ở cụm điều khiển trung tâm, cần gạt số nằm trên trục vô lăng. Những trang bị tiện nghi nổi bật có vô lăng 3 chấu đa chức năng, ghế trước chỉnh điện, ghế lái relaxation seat, màn hình cong tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số, và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12.3 in, điều hòa tự động đa vùng, đèn viền nội thất, sạc không dây, cửa sổ trời kép chưa dừng ở đó, Santa Fe mới còn sở hữu một số trang bị đáng chú ý khác như khóa kỹ thuật số, hệ thống quét vân tay, cập nhật phần mềm qua Wi-Fi, camera hành trình, đèn viền nội thất. Những trang bị an toàn mà nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc cung cấp bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng dựa trên định vị, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ đỗ xe điều khiển từ xa thông minh, hỗ trợ lái trên cao tốc, hệ thống cảnh báo còn hành khách trên ghế sau nâng cao và mời túi khí. Tại thị trường Đông Nam Á xe có hai tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng tăng áp Theta 3 dung tích 2.5 lít với công suất tối đa 281 mã lực và mô men xoắn cực đại 422 Nm được ghép nối với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Tùy chọn thứ hai là hệ truyền động Hybrid Gamma 3 1.6 THEV, bao gồm mô tơ điện kết hợp với động cơ xăng tăng áp 1 chất 6 lít, 4 xi lanh để cho ra tổng công suất 230 mã lực và mô men xoắn 350 Nm.